thật chứ, rẻ ấn tượng quá. Hai bạn giới thiệu cho mình. Dạ, mình là Nguyễn Văn Thành, năm 34 tuổi, nghề nghiệp hớt tóc. Còn em? Em là Nguyễn Thị Mận, năm nay 22 tuổi, nghề nghiệp là phụ chồng làm tóc. Mận là người gì? Em là Huế. Người Huế. Còn Thành là như người Bắc hả? Dạ đúng rồi, em ở Lạng Sơn. Dạ. Chồng Lạng Sơn, vợ Thừa Thiên Huế. Ủa hồi nãy em nói em là bao nhiêu tuổi? Dạ 22 tuổi. 22 tuổi, còn Thành nhiêu? Mình 34. Nghĩa là hơn lớn nhỏ con giáp. Đúng rồi, con giáp. Thường là con trai Bắc á là thích gái Huế lắm nha. Nhưng mà con gái Huế thì hình như là không có thích trai Bắc đúng không? Dạ đúng rồi. Con gái Huế là thích trai Nam. À. Dạ đúng rồi. Ờ, như vậy chắc chắn á là cái việc Thành á mà theo đuổi Mận là hơi bị khó đúng không? Dạ đúng rồi. Khó không? Khó. Khó sao? Đâu kể cái buổi ban đầu lưu luyến ấy. Cách đây khoảng 6 năm thì mình mở cái tiệm hớt tóc ấy thì cũng cạnh chỗ xưởng làm của vợ mình. Ừ. Lúc ấy mình nhìn vợ mình lúc ấy thì khoảng độ nhỏ lắm, chừng tí tí chừng 16 tuổi ấy. Chứ nói mình cũng có một đời vợ rồi. À. Mà cũng có một đứa con gái, lúc ấy chia tay rồi. Khi đó mình gọi chồng mình bây giờ là chú. À. Cũng nghe mấy người trong xưởng làm á kêu là cha này là có vợ có con ấy, liệu hôn mình tốt quen. Mà nhìn ấn tượng lúc đầu cũng ghê lắm. Không phải để tóc như bây giờ đâu. Nó quắn 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 như con heo vậy nè. Nói sẽ rõ ràng. Cái đầu của Thành nhìn giống cái đuôi heo. Nhìn cũng không có ấn tượng. Có là người đi ngang qua, anh thì đang lấy tay vậy nè, mắt cứ nhìn chăm chăm vậy. Cứ nghĩ trong bụng kêu làm gì chắc thùng tay khách quá. Lúc đó là Thành để ý cô này không luôn, vừa để ý vừa thả dê tí. À. Để cô ấy biết là mình cũng có tình cảm với cô đấy. À. Thả dê làm sao? Lâu lâu cô ấy đi ngang quá nhìn không mình huýt. Huýt chuột. Không, mỗi lần mà anh đút chuột vậy em cảm thấy khó chịu không? Chẳng những mình cũng ngai nè. Ôi cái cha này sao nhìn mặt ghê thế. Còn có cái điều cười mà cười ghê lắm nha, anh cười cho em nè. Chỉ cần đi ngang qua là nút chuột xong, sau đó là cười. Mà lúc ấy không biết làm cách nào để cua người ta nữa. Tình cờ bên xưởng làm của ấy mất điện, tự nhiên cô ấy mang cái điện thoại qua, cô ấy nói chú ơi chú cho cái con sạc cái điện thoại với. Mình luôn mình bảo em cứ vào, em vào tiếng cứ mời sạc điện thoại. Còn lúc ấy thì em cứ về đi, để trong lúc ấy là mình lấy điện thoại của cô ấy gọi thằng số của mình nhắn qua đến lại thôi. Thì cô ấy nhắn mình lại như thế này: chú ơi chú, con lạy chú có vợ con này, chú đừng có cua con nữa. Lúc đó là em vẫn chưa biết. Cứ tưởng là như người ta đồn á, đúng không? Lúc mà cô ấy kêu là thuê đi thì chú... thôi rồi đó. Thôi mình cũng thôi. Mình tức lắm. Thường á, buổi chiều á, ở chỗ làm của mình á, thì mình hay lấy nước rửa tay đồ ra nè. Rồi mình ra mình dội ra sân ấy, cho sạch. Trong cái hôm đấy á, thì tình cờ đang chuẩn bị dội. Tự nhiên cô ấy với bạn cô ấy đi ngang qua. Hấp luôn. Làm hấp luôn. Nó chảy ra. Hết luôn. Mình sợ lần sau mà đi ra thì chạy nhanh, không dám đi từ từ. Sao kỳ ha, thường là đã sợ một cái con người nào rồi là sợ luôn á, né né cả đường đi lối về luôn đó. Sao tự nhiên bây giờ lại lấy nhau kỳ? Thì lúc đó thì con cũng có bằng trai rồi. Nhưng anh này là những người là dự bị thôi. Lúc làm buồn thật buồn, nó mới nhắn tin hỏi là này kia rồi mới rủ đi chơi, là dạng như là làm xe ôm cho mình á. Lần đầu tiên là đi với nhau, chú có làm gì cháu không? Lần đầu tiên ấy thì cô ấy mặc quần đùi ngắn ngắn ấy, thì giò thì cứ đụng đụng người mí ấy, thì mình bỏ tay đằng sau xem sao, sờ sờ tí. Chửi luôn. Không có chửi mà phản tự nhiên thì hỏi là chú làm gì á, kêu là anh mỏi tay quá anh bỏ tay xuống một tí rồi á. Vô tình đụng thôi đúng không? Vô tình thôi, với mình nhá nhá thôi, mình cũng không dám để lâu. Có nghĩa là chỉ có cái chuyện sờ đùi vô tình xảy ra thôi chứ. Cái này em nghĩ không vô tình đâu, cố ý. Như người ta đàng hoàng thì người ta không làm vậy đâu. Rồi sao cái bữa đó có đi đâu không? Sau bữa đó thì vợ mình nói là thôi chú ơi chú, con lạy chú ghê lắm. Con không dám đi chơi với chú nữa đâu. Rồi lúc ấy là thôi.
Thôi trong bao lâu thì thôi là có lần thứ hai? Hình như cũng 6 tháng sau mới nhắn lại. Thôi không sao rồi, lúc ấy lâu lâu rồi tối thì cứ gọi điện thoại nói chuyện thôi. Trong thời gian 6 tháng ấy thì lúc ấy thì cũng buồn buồn thì mình hay đi uống cà phê hôm ấy. Thôi. Lúc lần nào mình đi uống là gặp vợ mình là đi đúng. Ngang qua là đấy. Nhìn thấy. Mà mỗi lần gặp vậy em có phản ứng gì không? Thì mình chưa là gì của nhau thì cứ đi chờ bình thường thôi. Đến khi về nhà mới nhắn là con kinh tởm của người chú quá, không thấy ở trong tiệm, thấy ở ngoài quán thì lại ngồi với em phục vụ á. Thì lúc ấy mình cũng nhận được tin nhắn của người ta, nghĩ sướng. Tự nhiên có người ghen. Nhưng mà thật lòng là em có ghen không? Ghen thì cũng không đúng, đó thì cũng có bạn trai rồi. Ít tháng sau thì mới về quê làm đám hỏi á. Wow, gây cấn rồi nghe. Nói là đám hỏi thôi chứ mình quê trên đài á, nói chuyện thì cũng thấy hợp, thì bắt đầu mới đi hỏi về thì mới biết anh này là gia trưởng nè, gia đình này khó tính, cũng thường xuyên cãi nhau lắm. 3 tháng sau thì chia tay. Còn lúc cô ấy đi hỏi ấy, lại có như thế này phải tức chứ. Cô ấy còn nhắn tin cho mình: chú ơi chú, con đang đi hỏi chồng nè. Mình tức thì nhắn tin: em có đi hỏi thằng đó cũng không hạnh phúc đâu, em thì có lấy anh mới là hạnh phúc thôi. Trời ơi, con trả lời kia làm sao? Em không trả lời. Thì là 3 tháng sau là bắt đầu chia tay anh kia. Thì bắt đầu cũng có cảm tình tí xíu thôi. Mày nghe mong manh à, bé mận bên đấy đi hỏi chồng rồi mà sao mà cãi nhau ấy, chia tay đấy. Lúc ấy mình mới có cơ hội tiếp. Xong đến một thời gian sau đó thì đi chơi lần thứ hai. Xong rồi mình rút kinh nghiệm lần duy nhất, chạy luôn vào quán cà phê sân vườn. Có sợ không? Sợ lắm, tối om mà. Rồi chú có làm gì cháu không? Thì lúc đầu thì cầm tay mà 5 phút sau tự nhiên ôm hôn luôn. Đúng như dặn như con báo vậy đấy. Tự nhiên hay là buông xuôi tay? Sợ quá, buông xuôi tay luôn. Lúc đó còn trẻ con lắm, sợ. Sợ đến bao lâu thì mới hết sợ? Nhưng mà lúc ấy thì cô ấy cũng chưa yêu đâu. Tôi lại còn một cái anh người cùng quê nữa, cũng để ý vợ mình. Quê chơi á, anh này là có vợ 2 con. Mà khi quen mình là giấu là còn trái tưng á. Thì sau thì tìm hiểu mới biết là anh này có vợ rồi. Thì mới nói với má. Thì má mới khuyên là thôi đi vô lại Sài Gòn làm đi. Cho là hay đi học ở chỗ thằng Thanh đi. Sau đó thì mẹ vợ nói là gửi gắm cho mình. Nên lúc ấy mình thấy sướng quá. Không, nhưng mà bây giờ vậy nè, cái lý do gì mà đồng ý làm vợ của cô Thành? Ở ngoài quê thì mẹ là có kêu là con gái thì cũng 12 bến nước, chả biết bến nào trong mà tròn đâu. Chắc thằng Thành này, chắc nó không thương mày thiệt. Lúc đó thì mà cũng có nói là bà cũng có dặn là lấy thằng nào mà đừng có bia rượu giống ba mày khù lắm. Thì vô tình thì anh này là không có biết bia rượu gì cả. Có nhiều dồn vô cái chuyện cô gái hết rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ lấy nhau xong rồi thì khi gặp con của Thành á, thì hai dì cháu, bây giờ gọi con của Thành gọi dạ, là gì? Là gì? Hai dì cháu có hợp nhau không? Dạ có, hợp lắm. Như chị em vậy đấy. Đi đâu cũng đi cùng. Lần đầu tiên là đã hợp liền không? Dạ lúc đầu thì hơi ngại thôi. Nhưng chồng bây giờ thì mới dạ như làm cái cầu nối á. Mà là em cũng thương, dạ, thương đúng rồi. Bé. Dạ, thương như một người mẹ hay thương như một người chị? Chắc là như một người chị quá. Vui lắm luôn á. Bánh tráng trộn còn ăn với nhau mà. Kêu Ngọc Ánh trộn cái gì mà ăn cùng nha. Vui lắm, nên thoải mái lắm. Cái tâm mình cũng không có đến nỗi là xấu như người ta. Như vậy thì khi mà em chứng kiến vậy em có xúc động không? Cũng không dám nói ra đâu, mình chỉ nhìn và quan sát thôi. Mình biết vậy đâu mà lúc nhiều khi thì mình thấy cũng hơi cũng được. Như vậy thấy cũng yêu vợ hơn không? Thì cũng nói thật là cũng yêu vợ hơn. Ồ, rồi bây giờ là tình cảm của em bây giờ như thế nào? Anh em thì thương cái gì cũng đồng đều á, mình không có kiểu như là phân biệt đối xử hoặc là vợ em đẻ đứa con em ra như này mà em bỏ đứa con đang ở với em được. Vợ em biết mà. Em có dành cái tình thương nhiều cho bé lớn không? Dạ có, giống như mình mua đồ đúng không? Thì đứa lớn cũng có, đứa bé cũng có, chứ không riêng đứa bé. Vậy con chị nó sẽ tùy lắm đấy. Đúng rồi. Thực ra cái tâm lý của người, nếu mà cái người gì mà đã thương cái bé mà con riêng của chồng rồi á, thì khi mà em có đứa con ra em sẽ cảm thấy rằng là em sẽ thương cái bé đó hơn nữa. Dạ. Là vì cái đứa sau của mình nó được đầy đủ quá, có cả cha lẫn mẹ cái bên, trong khi cái đứa lớn á thì nó bị thiếu hụt. Cho nên cái chuyện mà em dành tình cảm cho cô bé kia nhiều hơn một chút theo chị nha, đó là một cái điều em nên giữ để bù đắp cho cháu. Dạ đấy, thì mẹ chung cũng có nó, mình không có công sinh nhưng mình có công nuôi dưỡng nó, thì sau này nó cũng thương mình. Rồi lúc đó chồng em cũng có nói là em mà thương con anh nhiều á thì em còn anh còn thương em nhiều hơn à. Chính xác. Dạ. Chính xác. Rồi trong thời gian mà về ở với nhau thì
hai bạn có nhận ra tật xấu gì? Là tật xấu của vợ mình á. À. Suốt ngày Facebook. Cái gì xấu hơn cái đó không? Hay nói nhiều. Nãy giờ thấy Thành nói nhiều hơn bây giờ. Tính em hay cũng nói nhiều. Có bữa anh đang ăn cơm thì mình nói nhiều á. Anh quẳng cái chén ngoài đường. Dư lắm nha, nóng tính lắm. Có lần á đang điên cái gì á, đập kính là cửa rồi. Cái đầu đúng không? Còn chào một cái vách này, giờ con theo ở trên đầu này. Người em nha, nóng tính lắm. Ở nhỏ này có khi nào mà ganh tình cảm của chồng với hai đứa con không? Thấy chồng lo cho con. Thương hai đứa kia nhiều lắm. Thấy chưa? Mới hỏi là có đồng đều cho ba đứa không đó. Tính ra con này là thiệt hơn hai con kia. Nói vậy thì cũng không phải. Thấy người ta như thế, đối xử với mình, thương yêu mình như thế thì nhân đây tham gia chương trình này anh cũng nói với em là thật sự thì cũng yêu em lắm, yêu em nhiều lắm. Nói chung thế không phải như thế đâu. Nhưng mà là, trời ơi nói kiểu đó không. Nói như vậy có phải là tình cảm không? Không, tại vì mỗi người mỗi kiểu mà. Nói thế là thật lắm đó, chứ còn nếu mà không thật đó là sẽ là kiểu khác. Nói mà thấy mặt Thành đỏ rồi. Nhân đây anh nói với em là anh rất là... Có nghĩa là Thành không có quen đầu môi chót lưỡi đúng không? Dạ vâng. Em nói mà nói theo cái kiểu văn hoa chữ nghĩa là em nói không có được. Em nói không được. Em rất là thật. Thay vì như những người đàn ông khác đó nè. Em à, em có biết là anh say đắm từng bờ môi của em, từng ánh mắt nhìn, từng cái hơi thở của em hay không? Nhưng mà Thành á, là tất cả những câu nói đó Thành gom lại bằng một động tác là đúng không? Không nói được. Cho nên là nhiều khi người nào mà chưa hiểu thì nghĩ là Thành dê. Có nghĩa là nói không được cho nên là mới lấy cái tay sờ đùi đúng không? Bây giờ chương trình thì cũng cảm ơn hai bạn đã đến tham dự. Và rất mong là gia đình của bạn giữ được cái hạnh phúc các bạn đang có. Và nhớ là bỏ cái chữ chung riêng đi nha. Dạ. Đúng không? Chung hết. Chung. Đó. Chung một mái nhà. Đó, chung hạnh phúc với hai nàng công chúa. Rất là dễ thương. Xin cảm ơn Thành với Mận. Dạ.